Xin kính chào cô hiệu trưởng. Thì hôm trước thì em đã giới thiệu về cái dàn rau và cái đặc tính kỹ thuật của cái dàn rau ở trên tầng 4 của cái tòa nhà thể chất. Thì hôm nay em xin giới thiệu về cái hệ thống tưới tự động cho dàn rau sẽ được bố trí như thế nào. Hôm trước là chúng ta lên cái tầng 4 của tầng trên tầng 2 của nhà thể chất thì chúng ta đã nhìn thấy là có hai cái bể nước nằm ngang. Bể nước inox đấy. Và cái bể nước này thì hoàn toàn rất là phù hợp cho cái hệ thống tưới vì nó nằm ở phía trong nhà chứ không phải nằm ở phía trên trần nhà. Do đó ánh nắng mặt trời sẽ khi chiếu vào cái hệ thống tưới này sẽ không thể làm nóng nước lên được. Và như vậy thì chúng ta có thể tưới nước này kể cả mùa nóng lẫn mùa mùa đông mà không cần thiết là phải che cái thùng bể nước này vào. Thì ở dưới đáy bể nước chúng ta sẽ trích ra một cái đường ống nước từ cái phần mà cái đường ống gọi là đường ống thau bể nước đấy. Từ cái lỗ thau bể nước của cái đáy bể. Thế thì chúng ta để mà đảm bảo là thau nước thường xuyên thì chúng ta sẽ chia một cái T ở đây và đường nước sẽ đi qua đây để ra ngoài nếu chúng ta thau bể mà cái chúng ta chặn nước bằng một cái van như thế này. Thế còn cái nước đi ra hệ thống lọc thì để đảm bảo là ngăn sạn thì chúng ta sẽ đi qua một cái bộ lọc sạn Azut của Tây Ban Nha. Đấy, bộ lọc sạn này có thể là kích thước 42 hoặc là 34. Bộ lọc sạn sẽ được nối với máy bơm bằng một cái giắc co, bên giắc co ghen trong. Đó, và cái đường đấy là đường toàn bộ cái đường vào của nước, còn đường ra của nước cũng được nối với hệ thống đường ống nước ra, ống nước dẫn bằng cái giắc co ghen trong để đảm bảo rằng là khi mà chúng ta thay bơm hoặc là sửa bơm hoặc là bơm có trục trặc gì đó thì chúng ta có thể tháo bơm này ra. Thì cái hệ thống giắc co này sau khi đóng giắc co này chính là một cái van nữa chúng ta sẽ lắp ở đây và từ cái sau cái van này sẽ là bộ ngắt Hunter, bộ ngắt hẹn giờ Hunter đó, bộ ngắt và bơm đồng thời được nối với một cái tủ điện. Trong cái tủ điện này sẽ có cái áp tổng để đảm bảo rằng là khi có trục trặc xảy ra thì áp sẽ tự dập xuống và không ảnh hưởng đến hệ thống điện chung của nhà trường. Ở trong này sẽ có một cái bộ ngắt hẹn giờ do Việt Nam sản xuất đảm bảo có thể chịu đựng được công suất rất là cao của bơm. Thì cái bộ ngắt hẹn giờ này có tác dụng gì? Có tác dụng là khi mà nó sẽ hẹn giờ ví dụ như là từ giây 1 giây trở lên. Từ 1 giây và nhưng mà thông thường thì nhà rau là chúng ta sẽ tưới 2 phút một cho đến 5 phút một lần một ngày. Đó, hoặc là một ngày 2 lần hoặc là 3 ngày một lần tùy theo thời tiết. Thì chính vì thế cho nên là cái hệ thống này sẽ đảm bảo là đồng thời mở cái van hẹn giờ cho nước chảy qua và đồng thời bật bơm lên để đồng thời nước chảy qua. Thì cái hệ thống này nước này sẽ dẫn qua và đi sát nền nhà để gập xuống như thế này và đi sát nền nhà có thể là ống phi 34 hoặc là ống phi 42. Nó sẽ đi cái đường ống sẽ gập men theo tường đúng không ạ và sẽ được bắt chặt vào tường đúng không bằng các cái đai và đường ống này sẽ đi xuống dưới tại cái điểm này. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy là điểm trên sát mái của cái hệ thống dàn rau thì chúng ta sẽ chia thành hai đường. Một đường đi ra hệ thống tưới và một đường đi xuống phía dưới. Cái đường đi xuống phía dưới này chúng ta sẽ có hai cái vòi, đúng không? Sẽ cho nước ra bằng hai cái vòi có cái van khóa. Một cái vòi chúng ta sẽ lắp cố định cái hệ thống một cái đầu phun tưới cây bằng tay, đúng không? Của Đài Loan. Đây chúng ta nhìn thấy ở đây và cái đầu này là cố định ở đây để làm gì để trong trường hợp mà hệ thống mất điện chẳng hạn hệ thống tưới mất điện hệ thống tự động mất điện mà chúng ta vẫn cần tưới định kỳ thì chúng ta có thể các chị lao công hay là các cái giáo viên hoặc là các anh bảo vệ có thể sử dụng để tưới toàn bộ cái hệ thống này trong trường mất điện hoặc là máy bơm có trục trặc. Cái vòi thứ hai là luôn luôn là không cắm cái gì cả. Cái vòi này thì chúng ta sẽ dùng để trong trường mà cái vòi này cũng trục trặc nốt và vòi cầm tay này cũng trục trặc nốt thì chúng ta có thể dùng doa tưới cây và vặn cái vòi này vào để nước đảm bảo nước luôn lấy nước có thể để tưới cho cái hệ thống này đúng không ạ. Đó thì cái hệ thống tưới này sẽ được cái đầu đầu vào của nước này đầu ra của nước này sẽ được nối với các cái ống thu về các cái ống phi 21 đúng không. Ống phi 21 sẽ chạy dọc cái máy này và được cố định với cái máy bằng các cái đai hoặc là các thít. Đấy, sẽ đi thẳng dọc suốt của 10 cái dàn rau này.
Đó. Và trên các cái đầu, trên các cái ống nước V21 này chúng ta sẽ lắp các cái đầu phun mù, đúng không ạ? Đầu phun mù này sẽ tạo ra một cái lượng nước mưa giống như mưa, đúng không? Như chúng ta nhìn thấy ở đây. Để đảm bảo là tưới cho toàn bộ cái hệ thống này mà không bỏ sót một vị trí nào ở trên thùng rau. Cái đường thứ nhất thì chúng ta sẽ đi bằng phi 34 thu về luôn phi 34. Đường thứ hai chúng ta sẽ vẫn đi phi 30 phi 34. Nhưng mà đến cái điểm mà chúng ta đường nước sẽ chia vào cái hệ thống dàn mà cánh rơi thì chúng ta bắt đầu mới sử dụng phi 21 ở đây. Ở lại tất cả màu xanh này chúng ta nhìn thấy là phi 34. Đúng không ạ? Như vậy thì xuyên suốt là cái hệ thống tưới này, đúng không? Là tổng cộng chúng ta sẽ có khoảng 75 cho đến 80 đầu phun mù. Ở đây để đảm bảo rằng tưới chúng ta có thể tưới đầy đủ mà không cần bất cứ một nhân công nào. Đó. Và chúng ta đã nhìn thấy ở đây là cái hệ thống tưới. Như vậy. Thế còn ở phía đằng lối đi vào bên tay phải của nhà thể chất, trước khi vào vườn thì chúng ta sẽ có một cái bảng. Bảng này có thể chúng ta làm bằng alu hoặc bằng Formex, và trên đó chúng ta sẽ dán hoặc là treo những cái kỹ thuật làm vườn, rồi những cái lịch nông vụ, rồi thông số nhà rau để các học sinh có thể biết được lịch, hoặc là các cái chị lao công hoặc là cái nhà bếp có thể biết được lịch để thu hoạch, đúng không? Lịch nông vụ và lịch gieo hạt, đúng không? Rồi các cái kỹ thuật làm vườn, rồi cái thông số nhà rau sẽ được ghi ở đây. Đấy, và trên này là cũng hướng dẫn cái cách sử dụng cái hệ thống tưới, đúng không? Để đảm bảo rằng là và cách xử lý, ví dụ như là xử lý bơm khi mà chúng nào chúng ta sửa sửa bơm, chẳng thấy các hiện tượng như là chúng ta cần phải sửa, hoặc là khi nào chúng ta cần phải thông tắc vòi trong tháng đầu tiên chẳng hạn, hoặc là khi chúng nào chúng ta phải rửa bộ lọc vân vân. Thì đấy chính là cái hệ thống tưới của cái nhà rau. Và xin trân trọng cảm ơn cô hiệu trưởng đã quan tâm theo dõi, và xin kính đề nghị là cô xem xét cái hệ thống tưới này như thế nào, có đảm bảo không, có an toàn, có phù hợp với nhà trường không, để trước khi chúng tôi có thể xây dựng cái phương án báo giá cho nhà trường. Trân trọng cảm ơn quý cô hiệu trưởng đã quan tâm theo dõi.